Hello anh em, video này thì mình tiếp theo tiếp tục ở cái video trước, đó chính là review con tướng mới, soi thử con tướng mới, con Canao. Và ở video này thì mình sẽ soi tới cái sự kiện này. Sự kiện này là cái sự kiện gì dạ, gì Ngọc Hồn gì đó anh em, mình không biết là Ngọc Hồn gì nữa. Bây giờ là cuộc thi thương mại. À, mình nhớ rồi, hình như là cái này thì mình sẽ đi vòng vòng, mình sẽ mua bán và mình sẽ tìm những cái vật phẩm. Hình như là lúc đầu game mình đã có chơi rồi thì phải anh em. Cái chỗ này là vào game số, còn này là ba chế độ, thì bây giờ mình sẽ chọn được cái chế độ gì đây. Đây thì thử đi, vô luôn nha anh em. Thì cái con game này thì khá là dễ, anh em sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định để anh em đi mua mua những cái vật phẩm, và anh em sẽ bán lại để anh em kiếm lời. Anh em kiếm được càng nhiều tiền thì càng tốt. Ví dụ như ở đây là cà gót nó đang rẻ, muối hay gì gạo gì đó nó cũng đang rẻ anh em mà, thì anh em có thể là mua được những cái đó. Anh em thì hiện tại giờ nó sẽ cho anh em cấp vốn cho anh em là 10k, thì anh em sẽ sử dụng cái số tiền đó để mà mua. Và ở cái chuyến xe lửa sau đó thì nó sẽ cập bến và anh em sẽ bán cái số đó để mà kiếm lời nha. Đây, hồi nãy mình mua vô là chỉ có 100 thôi, và bây giờ mình bán ra được tới 389 nha anh em, và mình lời luôn anh em à. À, cái mực này nó xuống giá rồi thì phải anh em, cái mực này đang xuống giá này anh em à. Hồi nãy là mình nhớ là nó cũng gần cả K thì phải anh em, thì bây giờ nó xuống còn có 641 thì bây giờ mình sẽ mua cái mực này và sẽ bán lại nha. Với cái này thì hồi nãy là nó cũng cả K, với lại cái này cũng như cũng cả ngàn này phải anh em, mà bây giờ nó lên tới 2.000 mấy luôn, lên khá cao nha anh em. Wow, chiếc này mực nó không có mực anh em à, tới công chuyện luôn rồi. Hiện tại thì giờ nó bị không có mực cho nên là cái giá nó bị còn có 161 đồng thôi anh em à. Thì ở cái tool này chắc là mình sẽ không mua đâu anh em, mình sẽ không mua, tại vì cái chiếc này là tàu nó không mua mực nữa anh em à. Mình sẽ để mực ở cái tool sau nha anh em. Trời ơi, tới công chuyện luôn rồi, chiếc này nó không có mực. Trời ơi, cái này nó xuống giá nè anh em, mực đi. Ok, mực đã là được tới 400 hơi lỗ anh em. Hồi nãy mực mình nhớ mang máng là mình mua vô tới trời ơi, cái giải bây giờ nó lên tới 11k luôn kìa anh em. Nãy mình mua tới 600 mấy rồi anh em, mà bây giờ nó tụt xuống còn 492 à. Mình nghĩ là mình không nên bán nữa anh em à. Mình phải đợi, mình để thêm một tuần nữa xem thử cái tuần sau cái giá mực nó có lên giá hay không nha. Vải thật sự chứ, vải nó lên thẳng 11k luôn, ghê thật sự với anh em à, quá là nhiều luôn á. Mực lên 538 nó vẫn còn thấp anh em à. Vải bây giờ nó tụt xuống còn 1k9, vải bây giờ nó tụt xuống 1k9. Bây giờ mình sẽ bán, mình mua vải. Hồi nãy vải nó lên giá kinh vải, đúng là vải mà anh em, vải nó có khác mà nó lên kinh vải luôn anh em à. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ mua vải để mình xem lại cái tuần sau nó có lên giá hay không. Nếu mà nó lên giá 11k như hồi nãy thì mình sẽ có tới hẳn 160 mấy k luôn anh em à. Ủa, nhiều nha anh em. Ôi ôi, nó lên cũng không khả thi mấy, nhưng mà cái này nó lên nhiều nè anh em à. Đó, cái này hồi nãy mình mua có chút xíu xíu thôi mà bây giờ mình lên được hẳn 10k luôn kìa anh em. Mực, chén ngọc, vải, hoa. À, mình nghĩ là mình sẽ mua mua vải tiếp nè, mà mình sẽ mua vải tiếp nha. Mong là đợt này vải nó sẽ lên giá, nó sẽ lên giá kinh vải. Ok, mong là sẽ như vậy anh em à. Úm là xì bùa pẹt, ôi trời ơi, nó còn tuột xuống nữa anh em à. Ôi, nó tuột xuống kinh quá anh em. Và bây giờ mình sẽ bán vải đi, và bây giờ mình sẽ chuyển qua mình mua khoai tây. Khoai tây bây giờ nó xuống giá anh em à, xíu nữa mình sẽ bán khoai tây. Cái này là cái khoảng thời gian kết thúc cái trò chơi nha anh em, nó còn khoảng 4 phút nữa nha anh em. Thì bây giờ mình cứ mua và bán như vậy thôi anh em à. Vải thật sự với cái chuyến hàng này nó không mua vải và nó cũng không mua khoai tây luôn anh em à, nó chơi mình anh em ơi. 8.000 thì mình sẽ mua được một cái này anh em. Cái này là cái gì trời, cái này là kho của tôi, nó ghi là mở rộng kho hàng rồi đó anh em à. Ôi, chuyến này nó không bán khoai tây luôn rồi anh em à. Bây giờ nó tụt giá xuống. Chuyến này mực nó lên hẳn 2.896. Ở cái này là mở kho hàng với 100 vàng đó anh em à, 100 cái tiền này thì phải anh em. Cái tiền này là hình như là 10k, 8k anh em à, 8k. Mình có thể là mở khóa, mong là đợt này sẽ có khoai tây với lại vải nó sẽ lên giá nè mày. Trời ơi, sao mình đen với ta, mua cái gì nó rớt giá cái đó vậy trời. Wow, khoai tây thì nó lên được một chút xíu nha anh em, lên được một chút xíu nha. Mình mong là đợt này
vải nó sẽ không, bây giờ mình sẽ mua này đi đó. Rồi mình nghĩ là mình em nên chia đều ra mua từng loại một anh em à, chứ đừng có dồn mua hết, tại vì có đợt thì nó sẽ lên giá và có đợt thì nó sẽ không có mặt hàng đó anh em à. Vì vậy mà anh em chia đều ra, anh em mua mỗi thứ ít 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 gì á, thì cái nào lên giá thì mình sẽ bán cái đó, chứ mình đừng có dồn tập trung dồn cái một giống mình. Ok, lên hương rồi anh em à, 140 mấy k nè. Cái này bây giờ mình bị lỗ anh em à, đây bây giờ mình sẽ mua thật cái này rồi lên được 200 nè anh em, lên thêm cái nữa. Đợt này khoai tây đang giảm giá, mình sẽ quất hết khoai tây nha anh em. Khoai tây đang giảm giá, mực bây giờ mình sẽ mua mực luôn. Ồ, cái kho của mình hiện tại bây giờ thì có thể là chứa được 300 nha anh em. Thì đây là cái nhà kho của mình anh em à. Mực. Rồi hồi nãy mình không có mua mực anh em ơi. Bây giờ mình muốn mở khóa nhà kho thì mình cần phải tốn 72 nha anh em, 772k. Muối, mực, bông hoa, bây giờ mình sẽ mua. Ồ, mình hết chỗ rồi anh em à. Mua thêm một cái móc nữa. Nói chung là cũng sắp hết giờ rồi anh em à, còn 1 phút mấy thôi. Mong là mình sẽ kịp anh em à. Chứ này ống là xì bùa ra khoai tây đi. Muối thì bây giờ mình đang lỗ nha anh em. Lên 500 này mình mới có lời anh em à. Rồi vải thật sự chứ bây giờ khoai tây nó còn giảm giá xuống nữa kìa anh em à. Bây giờ nó không mua muối nữa chứ, muối bây giờ còn có 7. Trời ơi. Lỗ luôn rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ mua vải đi anh em à. Mong chuyến này vải nó sẽ đưa mình lên hương. Mình mua một con mực nữa. Một con mực và mình mua một ít khoai tây. Mọi thứ mình mua một ít anh em à. Để chuyến này mình mong em sẽ không lỗ anh em. Cái vải này lên giá cao nhất nè anh em. Hồi nãy nó lên hẳn mười mấy k luôn nha. 1k8 nè. Khoai tây thì mình có lời được xíu nè anh em. Mực thì mình lỗ nha. Vải thì mình lên lời được xíu. Mình bán ít thôi anh em. Mình bán ít thôi. Mình đợt này mình sẽ mua cái mực đi. Mực nó đang rớt giá anh em à. Mực nó đang rớt giá nên mình sẽ mua mực. Wow. Cái này là anh em phải vận dụng đầu óc nếu mà kinh doanh. Chiến xe lửa định mệnh. Vãi thật sự. Mua cái gì à, lỗ đó anh em à. Mực lên giá anh em à. Mực lên giá. Bán mực 2 mấy k. Ôi mình vẫn lỗ anh em à. Chiến này thì khoai tây với lại muối thì nó cũng vẫn rớt giá anh em à. Nãy mình mua 110 mấy, 120 mấy. Ui. Bây giờ mình sẽ mua vải đi anh em. Mong mà chiến này vải nó sẽ lên giá anh em à. Ủa sao hết giờ rồi anh em. Liệu mình có kịp bán cái chiến cuối cùng hay không? Đợt này là cái tuần cuối rồi nha anh em, 15 rồi. Chiến tuần cuối cùng rồi. Phẹt. Ui, cái tuần này nó kết thúc rồi anh em à, 58.000. Trời ơi. Ok, thì cái này thì anh em có thể là chơi lại thêm một lần nữa nha anh em. Ôi, mình được một cái gương rồi anh em. Mình không biết cái gương này mình mở ra sẽ được cái gì đây anh em à. Để mình xem thử đi. Cái gương này thì mình sẽ... Oh. Ôi, cái gương này ngon anh em. Nó được khá là nhiều thứ anh em. Oh, được những cái món bảo vật luôn rồi anh em à. Ôi, nhiều nha anh em, mình nghĩ là mình sẽ mở ra được 88 kim cương. Pẹt. Ôi, trời. Mình mở được một cái hộp búp bê luôn kìa anh em. Wow, cái hộp này thì mình có thể là chọn lấy một trong những cái món bảo bối nha anh em. Cái món bảo bối này thì mình có thể là, mình ở đây thì mình không có xem được. À, cái này chỉ là một cái mảnh ghép thôi anh em à. Hình như là hôm bữa là mình có chọn một món thì phải anh em, bánh ú. Ôi, mình chưa có chọn món nào hết trơn anh em à. Ở đây thì mình chỉ có thể là chọn lấy được một cái mảnh ghép nha anh em, chứ mình chưa có chọn được luôn hẳn cái bảo bối nha anh em. Ok, tiếp tục nha anh em. Anh em ta sẽ thử cái độ nhân phẩm của mình với cái vé chiêu mộ để xem sao anh em. Hiện tại thì bây giờ mình đã giành đúng được khá là nhiều vé chiêu mộ anh em, 93 vé chiêu mộ và 81 vé chiêu mộ và xanh. Ở bên đây thì mình không có nạp được cho nên là mình cũng không có mở được mấy cái gói này anh em à. Này, mấy cái này khá là nhiều điểm anh em, 21.000 điểm luôn nè. Bên đây thì hình như là mình hơi ít hơn xíu phải anh em, có 2.001 điểm thôi. Cái này như là mình cần phải VIP 5 thì phải. VIP 5 mình mới có thể là mở được cái này anh em à. Rồi, thôi bây giờ thì mình sẽ mở cái vé này đi. Vé xanh trước nha anh em, vé xanh hơi ít hơn. 81 vé này. Vé xanh thì nói chung là cũng không có gì ngon rồi anh em à. Để mình thử xem thử là đợt này mình có đen hơn hay là mình hơn hay không nha anh em. Vẫn đen anh em à, vẫn không hơn được chút nào hết. Lần này ôi, vẫn xanh lét nhỏ với ta. Có mấy bạn hỏi mình cách nữa là tải được cái con game này, hiện tại thì bây giờ chỉ có là tải được bên phiên bản Android cho anh em. Phiên bản iOS thì trên App Store nó gỡ mất tiêu rồi, cho nên là bây giờ mình không biết chừng nào mới có thể là tải được trên App Store nữa.
Thì giờ chừng nào thì tải được thì mình sẽ cho anh em hay, còn trước mắt thì anh em chỉ có thể tải được chơi trên Android nha anh em. Anh em có thể xem lại video cũ của mình á, anh em ra ngoài trang chủ của kênh YouTube của mình có để hướng dẫn cái cách tải luôn anh em. Anh em chỉ việc xem video đó là anh em biết cách tải. Còn phiên bản chung này á thì anh em cũng có thể xem lại video mình hướng dẫn anh em tải phiên bản chung nha. Phiên bản chung này thì hơi khó đăng ký tài khoản xíu thôi, nhưng mà cách tải thì nó cũng tương đối dễ anh em. Rồi thì bây giờ anh em ta sẽ chuyển qua chiêu mộ cái vé vàng anh em, chiêu mộ vé vàng. Mong là mình sẽ ra được một cái con tướng SP không anh. Không biết là ở đây anh em chúng ta có thể tải chiêu mộ được con SP không, nên mình không gọi nha. Mình mới thấy được một con SG anh em. Rồi, xong phiên, không ra rồi anh em à, không ra được con tướng SG nào luôn chứ đừng nói SP này mà. Mình nghĩ chắc con tướng SP nó không ra được đâu ở trong đây đâu quá anh em. Mình nghĩ chắc ở trong đây chỉ cho anh em chúng ta là con tướng SG thôi. SG thôi chứ nó không ra SP đâu anh em à. Rồi luôn, xong phiên được một con SG thôi anh em à. 30 vé nha anh em. Wow, chỉ nó du thường. 30 vé rồi, không thấy được bóng dáng con SG nào hết. Và lần này liệu cũng vậy thôi anh em. Liệu có khác hai ba hai lần trước hay không, nhưng mà cũng vậy thôi anh em. Và đây là lần thứ tư. Wow, Sabito nha anh em. Được một con Sabito SG. Con SG hình như là cái mặt nạ để qua một bên đó anh em. Con này là cái con SG thôi nha. 40 lần anh em, lần thứ 50 nha. Lần thứ 50. Wow, được một con quỷ. Được một con quỷ SG thôi anh em à. Sao nhỏ chứ ta, 50 lần mà không ra được một con SG nào luôn anh em à. Quá đen luôn anh em à. Quá là đen. Wow, được Neroco. Wow, SG. Con Mitsu. Trời ơi, con này là luyến trụ anh em. Quá là ngon. Hình như là đây là lần thứ hai mình chiêu mộ được con luyến trụ anh em à. Hình như là trong cái ạc luôn thì phải anh em. Cái ạc này như là mình cũng có một con luyến trụ rồi thì phải anh em. Để xíu mình vô mình xem thử. Đúng rồi, mình không thấy nhận 100 kim cương nè anh em à. Vậy là cái ạc này mình đã từng chiêu mộ được con liếng trụ anh em. Quá là ngon lành củ hàng luôn. Neroco nha anh em. Được con bé mèo nhỏ. Rồi, ok. Được một con SG nha anh em. Và bây giờ thì mình còn thêm 10 lần nữa là mình sẽ kết thúc được con heo nha anh em. Con heo này nó trâu vãi chưởng. Mình đi vô Unihow mình gặp nó là mình hơi bị ngán luôn anh em à. Trâu vật vã. Hai con heo. Ôi ôi, cái ạc này hình như là nó đam mê heo hay sao anh em à. Nó cứ vô heo hoài luôn. Gầu hết sức. Mình chưa mổ như cái ạc này ra khá như là nhiều heo luôn anh em. Mình sẽ dùng tài nguyên, sau đó mình sẽ đập một lượt luôn nha anh em. Hiện tại giờ cái ạc này thì mình chưa có đập gì hết. Anh em thấy không, còn khá là nhiều kim cương anh em à. Còn hẳn 52.000 kim cương luôn. Còn khá là nhiều đồ chơi đúng anh em. Cái này mà mình dồn mình chơi không biết chừng nào mới xong nữa nè. Để mình xem thử cái này cái gì ta. À, chiêu mộ con cái event thôi anh em. Chiêu mộ bên cái con trùng trụ, tăng trùng trụ anh em à. Qua trụ. Rồi, tiếp luôn. Nhận luôn. Ô, được vé. Ơi, tối nay mình vô mình nhận được cái này anh em. Cái này là mấy cái bình nước để mình nâng cấp cái tuyệt chiêu của mấy con tướng của mình lên. Để mình xem thử bên cái event này còn cái gì để mình nhận nữa hay không nha. Đó rồi anh em à. Đây, shop. Bên cái phiên bản chung này được cái là nó cho anh em chúng ta nhiều cái tính năng mà anh em chúng ta không cần phải nạp mua gói mà anh em chúng ta vẫn có thể sử dụng được anh em à. Bởi vì mình thích, nhưng mà kẹt cái là mình không có chơi được cái trên điện thoại mình thôi anh em. Mình xài iPhone mà cái này thì khá là khó để có thể tải được trên iPhone. Phải chuyển dùng này kia kiểu bên Trung Quốc rồi tải chính game rồi tải này tải kia nữa. Nó hơi phức tạp. À, hôm bữa mình tải mình chuyển qua Trung Quốc thì nó phải bắt mình phải nhập cái tài khoản gì ta, tài khoản thanh toán ở bên Trung Quốc thì mình mới có thể là chuyển dùng mới được anh em. Bởi vì cái gì anh em, mà ngày xưa là mình nhớ mình chuyển qua mình đâu cần phải nhập cái tài khoản thanh toán gì đâu, là mình vẫn có thể là nhập chuyển được bình thường anh em. Bây giờ mình chuyển qua nó bắt phải nhập cái tài khoản thanh toán, mình lại không có tài khoản thanh toán của tụi tung của nó, cho nên là bây giờ mình cũng bó tay luôn, không có tải được trên cái điện thoại iPhone mình để mà cày cuốc thường xuyên được. Cho nên là mình chỉ có thể chơi được trên máy tính thôi. Vì vậy mà mình nó hơi bị thọt hơn so với mọi người. Với lại mình cũng không có nạp được nữa anh em. Bất tiện đó anh em, phải chi mà mình đăng nhập được trên điện thoại thì hay biết mấy anh em. Mình sẽ có thể nạp in game được. Mà không biết nó có cho mình nạp in game được hay không thì mình không biết nha. Nếu mà nạp được in game thì ngon lành củ hành luôn anh em. Mình chuyển qua phiên bản chung mình chơi luôn. Trải nghiệm được nhiều cái tính năng mới hơn anh em.
nó ra tính năng nhiều hơn, nó cập nhật nhanh hơn, sớm hơn so với phiên bản N này, mà phiên bản N nó cập nhật hơi chậm hơn, với lại nó không có nhiều tính năng, nó không có dành nhiều tình cảm cho người chơi hơn so với phiên bản chung này. Phiên bản chung này nó cho anh em nhiều cái ri lắm. Ở đây thì anh em ta có thể là càng quét bỏ và càng quét này kia kiểu nhanh hơn nhiều so với việc anh em phải đi tay giống như bên con game bên phiên bản N. Rồi, ok, xong. Ở đây nó hơi mới tính năng này nữa nè anh em. Tính năng này nó cũng vui vui nè anh em. Mình tắt cái tiếng Việt chưa? Chưa, chưa tắt cái tiếng Việt anh em à. Đó, tính năng này thì anh em ta sẽ đi kiếm kim cương này kia kiểu. Đây, lượm kim cương anh em. Lượm kim cương xong rồi sau đó anh em ta sẽ lên cấp sẽ mở thêm skill. Đây, skill của anh em ta sẽ thêm mấy cái này nè anh em. Đó, nó bắn thêm mấy cái tiền đó nha. Ngon rồi anh em. Tính ra nó cũng vui vui á, nó có nhiều cái tính năng. Đây, thêm cái này nữa nè. Đó. Ồ. Bắn thêm mấy tia nữa nha anh em. Mày hả bưởi. Lên lép cái là mình sẽ mở thêm được những cái tính năng, những cái skill mới nha anh em. Ở đây thì nó có cái thời gian, cái phần trăm nè, khi hoàn thành được cái phần trăm thì mình sẽ kết thúc nha anh em. Trời ơi, ui cái lốc xoáy này mình mới thấy luôn thì phải anh em, nào giờ mình chưa có gặp cái lốc xoáy luôn á. Ồ. Ui cái lốc xoáy này nó ra hơi chậm nha anh em. Cái thời gian ra lốc xoáy hơi chậm nha. Phúng lửa. Ồ. Wow. Quá dữ, hơi thở của lửa anh em à. Mày hả bưởi. Wow, thêm cái lửa đốt nữa. Wow, quá dữ anh em à. Quá là khét. À, nào đụng vô là đó khét luôn anh em à. Khét liệt luôn. Ai con quỷ chùm này anh em, con quỷ chùm nè. Này, mình bắn nó sẽ đi chậm lại xíu nha. À, khi mà nó chết nó sẽ rớt ra một cái gương. Lệnh lụm cái gương đó thì mình sẽ thêm được các cái skill. Hoặc là được mấy cái bình này nè anh em. Đây, lên được hai cái skill lên level 2 nha anh em. Đó, ngon là liền. À, cái này đi. Wow, trời ơi là trời, combo đủ skill luôn anh em à. Cái này luôn đi. Đó, thêm cái bẫy lửa nữa. Wow, hơi thở của lửa. Đây là người sáng tạo ra hơi thở của lửa phải không anh em. Trời ơi là trời, quá xá rồi anh em à. Lửa bao trùm cả bản đồ. Mấy cái này gì trời, né tránh HP gì nè. Rồi mình sẽ lấy cái skill đi mình. Nói chung là cái này là anh em không cần phải chọn mấy cái đó đâu. Tại vì anh em đi kỹ kỹ xíu anh em sẽ không mắc giọt máu nữa chứ anh em à. À, lấy cái này đi. Còn thiếu một cái này, anh em còn thiếu một cái mà nó nổ tròn hết xung quanh này luôn nè anh em à. Chưa thấy nha. Xíu nữa mình sẽ, nhiều khi mình sẽ thấy. Tại vì mình thấy có cái bộ skill nó hơi là lạ anh em. Rồi bây giờ mình sẽ lượm hết cái đống này cái nào. Không thấy luôn anh em mày. Chưa thấy cái skill đó nha. Rồi, nói chung là chơi sương sương vậy thôi anh em. Chơi sương sương cho anh em nhìn cho vui vậy đó. Ủa cái cuốn bí thuật độn thực đó là cái gì trời? Mình cũng không biết cái cuốn là cái gì nãy xíu mình xíu mình chọn thử anh em. Mình không có điện thoại ở đây cho nên mình không có dịch được. Để xíu mình xem thử. Lụm lụm lúa được chế bom nha anh em. Chế bom này một nổ một phát là chết sạch nha anh em. Rồi, mình lụm mấy cái viên này nó sẽ lên đây bí thuật này anh em. Bí thuật này không biết là làm được cái gì nữa anh em. Cái dòng thử đây. Wow. Cái dòng đó mình không biết là cái dòng gì đâu anh em à. Lụm đại cho vui. Rồi. Đây đây, đây đây kim cương nhiều anh em. Đó. HP né tránh đi. Cái này chắc là sẽ tăng cái tốc độ lên hay sao anh em, tăng tốc độ là né tránh lên quá. Thay vì nó có skill dòng nổ hết nguyên cái vòng tròn thì bây giờ nó có skill hai cái lốc xoáy này anh em à. Lốc hai cái lốc xoáy quay vòng tròn. Ở đây thì mình không thấy được cái skill kia, chắc là mỗi lần nó sẽ có những cái skill thay đổi khác nhau anh em. Ôi con bắt chùm ra nè anh em, đây là con bắt chùm nha anh em, nó khá là khó chịu. Trời mình sắp hết máu rồi anh em à. Ăn này vô. Cái này cái gì trời. Ui cái này ôi sao mình không ăn được ta. Ok ăn vô được mớ máu nha anh em, ăn vô được miếng máu nha. Ok kết thúc được con chùm anh em à. Mình được 20 kim cương đây đó, quýnh bấy bá luôn, bầm dập luôn rồi, chỉ được có 20 kim cương thôi anh em à, khá là bèo nhèo phải không anh em. Rồi rồi thì bây giờ mình sẽ vô đây rồi mình sẽ reset cái này lại, kiếm đồ đạc này kia kiểu mình đang kiếm hai món đỏ trong luôn anh em à, hai món đỏ cùng lúc thì mình mới chơi, lúc đó mình sẽ hên hơn là bây giờ. Rồi ok thôi thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Movie phiên bản chung, và anh em cũng đừng quên cho mình xin một like một đăng ký nha để mình có động lực tiếp tục thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.